Quang Hùng tiếp tục là một quả tạt đánh đó. Đình Kha gọi và Tiến Linh trả lời, vẫn là một tình huống đánh đầu và Tiến Linh đã đưa trận đấu trở lại và xuất phát. Onuza, Tiến Linh, Quang Hùng treo bóng vào đánh đầu, quá nguy hiểm. Ngay lập tức là một tình huống đáp trả cũng bằng một pha đánh đầu, và vừa rồi có lẽ là pha bật cao của tiền đạo Tiến Linh. Quang Hùng đã có một quả treo có điểm rơi cực kỳ chuẩn xác. Một tình huống mà Tiến Linh và Bùi Vĩ Hầu cũng như là Asimen Charles cũng đã xuất hiện ở trong khu vực 5m50. Đều là những cầu thủ có chiều cao tốt. Tiến Linh vào thời điểm hiện tại thì anh cũng đã được 4 bàn tại V-League, bên cạnh đó là 3 pha kiến tạo. Còn ở tại khu quốc gia Casper năm nay thì Tiến Linh cũng đã có được 3 pha lập công. Minh Khoa, một trong những cầu thủ thi đấu cực kỳ ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 cùng với Bùi Vĩ Hào. Ngày hôm nay thì cả hai nhân vật chơi ấn tượng trong mùa U23 cũng đã xuất quân ngay từ đầu trong máu của BKB Bình Dương. Trong số các đội bóng dẫn đầu của V-League năm nay thì hàng công của BKB Bình Dương chưa thực sự được đánh giá cao. Họ ghi được 16 bàn và cũng lọt lưới 13 bàn. Nếu xét về thành tích phòng ngự thì họ cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội là hai đội có thành tích phòng ngự tốt nhất khi mà để thua ít nhất với chỉ 13 bàn. Trong khi đó thì với Khánh Hòa họ có được 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 9 trận thua, ghi được 9 bàn. Tính luôn bàn thắng ở trong tình huống đánh đầu của Đình Kha là bàn thắng thứ 10 của họ ở giải đấu năm nay và để lọt lưới 20 bàn. Jack Lesio không khó cho thủ thành bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Mỗi trận đấu của đội bóng thành phố biển lúc này là một trận chung kết, họ phải chiến đấu hơn 100% khả năng của mình và tất nhiên cũng cần phải có yếu tố may mắn. Bùi Vĩ Hào cũng trở lại với câu lạc bộ Khánh Hòa. Duy Thanh, Trần Trung Hiếu, Thanh Lộc, quả treo sớm vào bên trong dành cho Aspen Charles. Quang Hùng tiếp tục là một quả tạt đánh đó. Đình Kha gọi và Tiến Linh trả lời, vẫn là một tình huống đánh đầu và Tiến Linh đã đưa trận đấu trở lại và xuất phát. Liên tiếp là những tình huống tấn công biên, liên tiếp là những quả tạt. Và đây chính là gia đình của Tiến Linh. Khi mà BKB Bình Dương được chơi ở sân nhà thì những người thân, bố và mẹ cũng như là người thân của Tiến Linh luôn xuất hiện tại sân đấu này để theo dõi Tiến Linh thi đấu. Và bây giờ là họ cũng đã có gì ăn mừng với tình huống chọn đúng điểm rơi, bật cao tốt và thực hiện một cú chạm không thể cản phá. Cũng giống như pha đánh đầu trước đó của Đình Kha, hai thủ thành của chúng ta đều không thể tạo ra một pha bóng phản xạ nào, đều phải đứng trôn chân. Đó là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Tiến Linh ở V-League năm nay. Bùi Vĩ Hào ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, Bùi Vĩ Hào cũng đã có những màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Và trò khe rất hay, không hề có lỗi vi quỵ. Làm gì? Quá nhẹ nhàng. Một tình huống xử lý quá bình tĩnh của tiền đạo Asimen Charles. Và 2-1 dành cho BKB Bình Dương rồi. Hai bàn thắng đến quá nhanh cho đội bóng đất thủ. Và Ngọc Cường đã không hài lòng với cách chơi phòng ngự của những người đồng đội xếp ở phía trên.
trợ lý Nguyễn Quang Hải và huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức vẫn không có nhiều biểu hiện của một sự vui mừng quá lớn nào. Bàn thắng thứ ba của Asimen Charles tại V-League lần này. Một tình huống phá bẫy vì vị và có cảm giác là chưa có lỗi vì vị của tiền đạo áo số 90. Và quan trọng là cầu thủ này nhận bóng rất bình tĩnh, anh không vội vàng thực hiện một pha ngắm nghía để xem mình có thể sút vào đâu. Và cuối cùng là một pha dứt điểm nhẹ nhưng cực kỳ tỉnh táo, đánh bại hoàn toàn Ngọc Cường. Và người đã kiến tạo cho Asimen Charles không ai khác đó chính là Minh Khoa. Vẫn lâu đua Joseph, ưu tiên dành cho tốc độ của Bùi Vĩ Hào. Điểm mạnh nhất của Bùi Vĩ Hào đó chính là những tình huống mở tốc độ. Chiều cao 1m8 và sải chân dài đã giúp cho Bùi Vĩ Hào có được những pha tăng tốc cực kỳ lợi hại. Tí Linh, một tình huống chế điểm trong một tư thế chưa thực sự sẵn sàng của đội trưởng Tí Linh. Không có lỗi Trần Trung Hiếu, bóng trở lại với đội chủ nhà Tí Linh. Mở bóng hợp lý cho Quang Hùng. Tạt bóng. Lần này quả tạt là quá sâu. Các đội bóng dưới thời của huấn luyện viên Lê Hoàng Đức đều sở hữu cho mình một khả năng đánh biên ấn tượng. Và ở trong trận đấu này, bàn thắng đầu tiên của BWS Bình Dương ghi được. Asimen Charles khá sáng tạo. Cú bóng. Không có một ai chạm bóng với đường truyền vừa rồi của Asimen Charles. Người tiếp cận gần nhất là Bùi Vĩ Hầu. Chúng ta cùng theo dõi lại một đường truyền với độ sáng tạo rất tốt. Không có một ai chạm bóng cả dù có tới 3 tình huống đưa chân. Đã rất nỗ lực. Và tính cho tới thời điểm hiện tại thì Quang Hùng luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ cánh phải của huấn luyện viên Lê Hoàng Đức. Asimen Charles. Vẫn là Asimen. Một phong độ khủng khiếp của ngoại binh mang áo số 90 Asimen Charles. 3-1 cho BKMX Bình Dương. Phong độ ghi bàn quá tốt của ngoại binh mang áo số 90. Cú đúp của Asimen Charles ở trong trận đấu này và là bàn thắng thứ tư của chân sút mang áo số 90 trong màu áo của đội bóng đất thủ Bình Dương. Một tình huống solo qua người và dứt điểm không thể cản phá của Asimen Charles. Người đã theo kèm rất sát với Asimen đó chính là một ngoại binh khác, Cece Ali, nhưng cũng không thể làm gì. Và tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mai Xuân Hùng cũng đã vang lên. Một chiến thắng thuyết phục của BKMX Bình Dương ở tại sân nhà trước các vị khách Khánh Hòa với tỷ số là 3-1. Ba bàn thắng của đội chủ nhà BKMX Bình Dương được ghi do công của Tiến Linh và cú đúp của Asimen Charles. Bàn thắng duy nhất của câu lạc bộ Khánh Hòa được thực hiện do công của Đình Kha. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.